Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tiêu tội kỳ. Trong số các người, ai là Tiêu tội kỳ? Ra đây đối mặt với ta, ngươi chỉ dám trốn sau lưng sư huynh sư đệ thôi sao? Vì Hân Nhi, dù Lăng Phi ta có phải là đánh bại hết tất cả sư huynh sư đệ của ngươi cũng phải. Ồ, tránh ra rồi à? Ngươi tìm ta đã bị biểu muội Hân Nhi từ hôn, vậy mà ngươi còn dám tìm tới khiêu khích. Cho dù khi đó các ngươi có dùng thủ đoạn gì để xử lý hết võ hoàng của chúng ta, thì ta cũng không cho phép ngươi làm Hân Nhi khó xử. Ngự cối hoàng. Tuy rằng đánh nén đi ngược với kiếm đạo của ta, nhưng mà nhát chém đó cùng lắm cũng chỉ khiến hắn trọng thương, không lấy mạng của hắn. Mong hắn sẽ biết khó mà lui. Hợp khẩu vị đấy. Đây là hàn thiết tốt nhất ở Bắc Cực phải không? Không sai, đây là Tiêu Ảnh kiếm, là danh kiếm cho Phạm Đại Sư đúc ra. Khẩu vị. Giúp ta chuyển lời tới Phạm Đại Sư đó. Khống chế sức lửa đỉnh đấy. Hắn nhai nát Tiêu Ảnh kiếm chỉ bằng hàm răng đó sao? Ngươi rốt cuộc tu vi của ngươi mạnh đến mức nào rồi? Từ lúc tới Mộ Y Thánh, ta thấy mình mạnh hơn trước, lúc ấy có vẻ là đỉnh võ vương. Bây giờ thì ngươi đích thân trải nghiệm là biết. Băng quyền. Ngự đảo chi hợp. Kiếm trận diện rộng như vậy, dù có là đỉnh võ hoàng cũng sẽ bị thương. Đây mới là sát chiêu đích thực của thuật ngự kiếm. Thử né đi xem nào, chấp nhận thất bại thảm hại đi. Trốn cho kỹ vào. Hắn hoàn toàn không trốn ở. Trà cước. Lăng Phi ca ca, cuối cùng huynh cũng tới chơi với muội. Muội thích Lăng Phi ca ca nhất. Lăng Phi ca ca muội từ hôn rồi, không phải người mình thích, còn lâu mình mới cưới. Biểu ca, muội mạnh hơn huynh rồi. Lời buông đùa khi còn nhỏ đừng nhắc tới nữa. Biểu ca, muội đã gặp lại Tiêu tội kỷ, ta cảm thấy hắn đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, hình như muội cũng có gì đó kỳ lạ, làm xấu mặt. Sao mà như vậy được? Ta chỉ giữ được lời ước hẹn 3 năm với tiểu thư mà thôi. Làm xấu mặt, sao mà như vậy được? Ta chỉ giữ được lời ước hẹn 3 năm với tiểu thư mà thôi. Vậy là ngươi muốn ép muội ấy cưới mình, để chút nỗi nhục mà ngươi phải chịu suốt bấy lâu nay. Tiêu Mỗ làm người không khác gì Thanh Dương đại sư. Tiêu Mỗ làm người quang minh nỗi nạc, không để bụng chuyện còn con. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi sư huynh đệ của ta xem tại sao chúng ta lại tới đây. Cướp tân nương. Nếu có cơ hội thì cướp liền mấy người luôn. Tông chủ, không phải đã nói tới là để phô trương thanh thế hay sao? Cho dù ta đã bị từ hôn, nhưng mà chúng ta tới là để rửa sạch mối nhục cơ mà. Sao lại biến thành tới cướp tân nương rồi? Văn hóa độc đáo nhất của vạn cổ tông ta là hóng hớt xem náo nhiệt. Chuyện này đâu phải ngươi không biết. Ta là có ý gì mới với Mộ Dung Hân, ép cưới để làm gì chứ? Chưa chắc. Trong tông môn, khi rèn công phu phòng ngự cho ngươi, ai đánh ngươi tàn bạo nhất? Tinh thần. Trong tông môn, người thân thiết nhất, người thân thiết với ai nhất? Tinh thần. Từ đó có thể suy ra, ngươi có xu hướng thích bị ngược đãi. Mà người con gái đã khiến ngươi chịu niềm đau, chịu nhiều đau khổ nhất trong lòng của ngươi, Mộ Dung Hân đó nhất định là độc nhất, vô nhị. Tội kỷ. Ta đánh bại hơn phân nửa sư huynh đệ, đoạt được cái này, bây giờ lại không dùng tới nữa sao? Cái này về sau vẫn phải dùng đến chứ? Chú rể, ngươi cứ cất đi đã. Bàn thanh mai trúc mã, gặp được duyên trời định rồi. Trận này ngươi thua không oan đâu. Còn một chuyện nữa, khi nãy chúng ta bắt được vài tù binh. Na đại hiệp Mộ Dung thiếu lần không muốn để lộ ra, không muốn để lộ
tên đã hạ sát, tên đã hạ lệnh truy sát chúng ta. Không biết là Mộ Dung thiếu hiệp đây đã chuẩn bị tâm lý nhận quà hồi báo từ chúng ta hay chưa?